Thường chữ duyên dùng cho những gì tốt đẹp, có giá trị khơi nguồn cảm xúc cho các mối quan hệ tốt lành trong cuộc sống, dù mới chỉ là nửa đoạn đường. Nếu gặp nhau đúng thời điểm thì có nở vợ chồng, hai người cùng đồng lòng chung sống và lo lắng cho nhau suốt đời. Còn nếu gặp nhau sai thời điểm thì thường là nghiệp. Vì định mệnh không có khắc tên của hai người chung cặp, kiếp này phải gặp nhau để gieo rắc ưu phiền, để có nhân nhớ về nhau dù sóng gió thăng trầm. Vì không có nợ vợ chồng nên nếu gần nhau sẽ vi phạm chuẩn mực đạo đức, rào cản xã hội, thiên địa không công nhận nên lợi ích đâu không thấy, chỉ thấy mỗi lần gần nhau toàn gây họa. Không biết bạn và đối phương thì ai yêu ai nhiều hơn, nhưng nếu đó là tình yêu chân thành thì cái nghiệp này như một lời nguyền, muốn giải thoát chỉ có phép màu từ phúc đức chứ không thể bằng thủ đoạn. Vì số mệnh bắt hai bạn phải nhớ mãi tên một người, và chắc có lẽ bạn đã từng khiến họ như thế từ tiền kiếp, nên kiếp này bạn sẽ là người tiếp theo nếm trải sự cay đắng đó.